chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái cầu lip pentatonic nha, rất là thuần chất, ngay cái thế tài mà phổ biến nhất của pentatonic luôn. Tuy nhiên nó có một sự khác biệt nho nhỏ, đó chính là việc các bạn sử dụng tay phải các bạn đánh, và thêm một cái nữa là về cái nhịp của các bạn ha, thì hy vọng nó sẽ giúp ích cho bạn trong việc phát triển kỹ năng ha. Cái đầu tiên là sử dụng bên tay phải, tức là mình sẽ sử dụng kết hợp giữa đánh phím và cái ngón giữa móc lên, hay gọi là hybrid picking ha, tức là hoặc là chicken picking, và bạn có đánh bằng phím và các bạn có dùng cái ngón này móc nữa. Cái thứ hai nữa là cái câu này mình đánh các bạn nghe giống như nó chùm liên năm, nhưng thật ra các bạn nhịp nó lại là liên bốn. Đó mới là cái điều hơi khó cho các bạn. Và nó có cái pull up ở đây ha, các bạn đánh nó đầu tiên nè, nó đô nè. Các bạn pull up nó ra là nốt la, sau đó các bạn đánh son ra nốt mi, sau đó các bạn đánh nó rê 5 nốt đúng không? Sau đó các bạn quay lại dưới thì chúng ta bắt đầu bằng nốt la, cũng 5 nốt, bắt đầu tiến. Kết thúc các bạn sẽ có nghe cái nốt ở đây là nốt blue đây. Đó. Thì các bạn thấy là mình đánh là các bạn thấy là xuống lần 5 nốt, xuống lần 5 nốt, xuống lần 5 nốt, nhưng các bạn mới nhịp liên 4. Đó là cái khó khăn ha. Chúng ta sẽ nhịp thử nha. Rồi, thì các bạn nhớ là chúng ta nhịp lần 4 nốt ha, cho nên là nếu mà đánh cái các bạn hãy tập cái câu này cho nó thuần thục thì bạn mới chia ra được. Cái thứ hai là về cái tay phải của mình, thì cái cách mình đánh như sau. Đầu tiên là mình dùng cái ngón giữa mình móc cái dây dưới lên ha, thì nghe nó này nó đô, các bạn móc lên này pull up, sau đó tới cái dây tiếp theo là mình đánh phím xuống pull up, và tiếp theo cái dây trên thì mình cũng đánh một phím xuống luôn. Như vậy chúng ta sẽ có như sau: đánh móc cái ngón giữa lên, sau đó các bạn đánh một phím xuống, một phím xuống, coi như hai phím xuống hai lần ha. Mình đánh câu đầu, bạn nghe lại nha. Tương tự khi bạn quay lại cái nốt dưới đây thì chúng ta cũng móc lên nè. Tiếp theo đó, thì lúc này các bạn là đánh hai cái nốt đầu thì nó sẽ pull up ra ha. Lại nha bạn, coi tay phải mình nha, một móc hai phím xuống. Rồi tương tự như vậy chúng ta bắt đầu trên lên dây thứ hai như vậy. Tiếp theo câu này mình đánh xuyên suốt, các bạn theo dõi ha. Nhớ là tay trái chúng ta nốt nào pull up, ở tay phải chúng ta cái nào móc hai phím xuống ha. Rồi nhanh hơn một tí nha bạn. Tốc độ của mình khoảng gần 130 khoảng 127-128 gì vậy. Ok, thì cái câu nó là cơ bản như vậy thôi. Thì các bạn tập chúng ta giữ nhịp chùm liên 4, và cái tay phải chúng ta đánh theo cái kiểu có hybrid picking như vậy. Thì câu này kết thúc thì mình thêm vài nốt nữa. Đó là thật ra chúng ta chỉ đánh nó son, nó là và nó đô ha. Thì hai nốt cuối chúng ta có pin harmonic nữa. Mình cho nó làm tí ha. Thì mình đánh lại từ đầu ha, tốc độ tương đối cho bạn ha. Hy vọng
vọng là clip này cũng giúp ích cho bạn trong việc luyện tập thêm kỹ năng của tay phải và tay trái nhé. Hãy ủng hộ kênh Guitar for Freedom để có nhiều bài học hữu ích hơn dành cho các bạn. Cái đàn mình đang sử dụng là cái thương hiệu Amigo hay dáng Les Paul mà chambered body ha, bên trong nó khoét bán rộng, cũng rất đặc biệt, có tới 4-5 màu luôn. Các bạn có thể xem chi tiết cái sản phẩm ngay cái link đầu tiên của cái comment hoặc là trong phần mô tả của video này. Giá cũng rất là cạnh tranh nha các bạn. Mình có thể sở hữu một cái cây đàn chất lượng cho việc luyện tập. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.